Trí Liêm xin thân chào các bạn thân mến. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một chủ đề: một gia đình người Á Châu nguy cơ bị trục xuất khỏi Úc về nước. Đây là một đề tài rất nóng hổi và quan trọng xin gửi đến các bạn hôm nay. Các bạn thân mến, theo nguồn tin của SBS, bà Marie Lee là một công dân ở Á Châu đến Úc 2015 theo visa 457, tức là lao động tạm thời ở Úc có thời hạn. Đến tháng 3 2019 thì gia đình này phát hiện ra nhà bảo lãnh thị thực của họ bị cáo buộc đã thuê một nhân viên có thị thực đã hết hạn. Có nghĩa là 2019 gia đình này đã phát hiện ra chủ đầu tư của Úc, người đứng ra bảo lãnh cho gia đình bà làm việc ở Úc, đã bảo lãnh cho một người có thị thực đã hết hạn. Như vậy, chủ doanh nghiệp này đã vi phạm quy luật bảo lãnh nhập cư Úc theo diện visa lao động tạm thời. Chính vì thế, gia đình bà rơi vô tình cảnh người bảo trợ bảo lãnh vi phạm nguyên tắc ở Úc, do đó có nguy cơ trục xuất trở về nước. Đây là một điều rất đáng tiếc đối với gia đình Marily. Các bạn thân mến, chúng ta hãy nhìn xem vấn đề này cụ thể như sau. Visa 457 là visa cho phép người nước ngoài đến Úc làm việc cho doanh nghiệp lao động với visa tạm thời. Nếu những ngành nghề được liệt ra trong ngành nghề của chính phủ Úc quy định là đặc biệt, tức là trung hạn và dài hạn xây dựng đất nước Úc, thì visa được cấp 4 năm. Có nghĩa là ngành nghề được vô trong cái list của chính phủ Bộ Di trú quy định thì visa lao động tạm thời này là 4 năm. Nếu những ngành nghề nào không thuộc vô cái list của chính phủ Bộ Di trú quy định thì visa được cấp là 2 năm để lao động tạm thời ở Úc trong thời gian 2 năm, nếu ngành nghề không ở trong danh sách của ngành nghề của Bộ Di trú Úc cần. Như vậy, khi đến Úc, những người lao động này cầm visa lao động tạm thời được những người thân trong gia đình đi theo, có nghĩa là con cái dưới 18 tuổi được hưởng visa phụ thuộc, vân vân. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh những người lao động nước ngoài đến Úc theo visa 457 là những doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh hoạt động ở nước Úc, có đăng ký với chính phủ rõ ràng. Thứ hai, những doanh nghiệp này phải có khả năng tài chính, kế hoạch xây dựng công ty và thu hút nhân tài của nước ngoài đến làm việc và bảo đảm được đời sống vật chất và tinh thần cho những người đến lao động. Thứ ba là những công ty này phải có đầy đủ tiêu chuẩn đào tạo ngành nghề và định hướng tương lai phát triển công ty để bảo đảm được những người lao động mà đến Úc làm việc ở những công ty này. Tuy nhiên, có một điều quan trọng là những công ty này phải đăng báo tìm người ở trong nước với những ngành nghề cần thiết, tuy nhiên không tìm ra được những người đang ở Úc làm những ngành này thì mới bảo lãnh những công nhân ở nước ngoài đến Úc với visa 457. Như vậy, đối với doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh phải hội đủ những tiêu chuẩn của chính phủ Úc rõ ràng. Tuy nhiên, đối với trường hợp gia đình Marily là doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh đã vi phạm hợp đồng với chính phủ Úc là đã tuyển một người đã không quá hạn thị thực mà được nhận để làm việc,
Do đó, doanh nghiệp này không còn tiêu chuẩn để đứng ra bảo lãnh, do gia đình Marile phải rời khỏi nước Úc và theo lý do là chủ doanh nghiệp không còn đủ tư cách pháp nhân để tài trợ và bảo lãnh. Các bạn thân mến, visa 457 là visa đã có trước đây và đã bãi bỏ từ năm 2017 và thay thế bằng visa thí hụt kỹ năng tạm thời từ tháng 12/2023. Chính phủ sẽ cải tổ linh hoạt cho người di cư chuyển đổi giữa các nhà tài trợ để được thường trú. Có nghĩa là trong những lúc cầm visa 457 với thời gian tối đa là 4 năm, nếu trong quá trình làm việc những công ty nhìn thấy có phát triển tốt và đứng ra gia hạn bảo lãnh cho những ngày người này tiếp tục làm việc thì sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, những người được cầm visa 457 cũng có thể tìm những công ty mới, những nhà tài trợ mới để xin bảo lãnh visa lần thứ hai nếu chúng ta tìm được những nhà tài trợ mới. Đặc biệt vào thời điểm những nhà tài trợ không còn đủ tiêu chuẩn thị thực 457 thì những công nhân này được phép 60 ngày để tìm chủ tài trợ mới để tìm cách làm hồ sơ xin visa lần thứ hai để ở lại làm việc tại Úc. Tuy nhiên, tính đến ngày 1/7/2024, thời gian hết thực hạn thị thực được tăng lên 180 ngày. Đây là thời gian dài hơn trước đây chỉ có 60 ngày. Thì đến ngày 1/7/2024, số thời gian tăng lên 180 ngày để những người gần hết visa có thể tìm được những doanh nghiệp mới đứng ra bảo lãnh. Do đó có thời gian rộng hơn và thời gian đủ để đi tìm những công ty doanh nghiệp mới. Đây là điều thuận lợi cho những người cầm visa 457. Ngày 18/3/2018, visa 457 chính thức bãi bỏ, thay vào đó là visa 482, tức là visa tay nghề tạm trú lao động tạm thời. Ngược lại, đặc biệt trong trường hợp gia đình Marily ở đây là đã ở Úc gần 10 năm, phát triển doanh nghiệp rất tốt về mặt lĩnh vực ẩm thực và được dân cư ở địa phương rất là ủng hộ về phát triển ẩm thực của công ty và gia đình này làm việc. Tuy nhiên, đến giờ cuối lại bị chuẩn bị tinh thần trục xuất, do đó rất hụt hẳn. Chính vì thế, gia đình này đã làm đơn gửi đến Tổng trưởng Di trú Úc và được sự hỗ trợ của nhiều chính khách dân biểu địa phương và những người dân địa phương ký tên ủng hộ. Tuy nhiên, đây chỉ là những tờ trình để xin phép Tổng trưởng Di trú Úc duyệt xét mà thôi. Chuyện này còn ở phía trước. Tuy nhiên, con đường hồi hương trở lại quê hương là điều gần nhất, bởi vì chủ doanh nghiệp đứng ra bảo trợ đã vi phạm nguyên tắc bảo trợ cho người lao động với visa 457. Nếu những người ở trong cuộc như gia đình Marily thật ra rất bức xúc, bởi vì cuộc sống thường ngày ở đây mọi cái đã ổn định gần 10 năm sống ở nước Úc, từ công ăn việc làm cũng như sinh hoạt học hành của các con cũng như đời sống Úc đã quen dần. Sự hụt hẳn nghe tin gia đình này có nguy cơ bị trục xuất về nước, đây là một điều rất đáng buồn các bạn ạ. Qua đây chúng ta rút ra một bài học là: thứ nhất, khi làm visa tạm thời 457 xin lao động ở nước Úc,
chúng ta phải chọn những công ty nào có uy tín đứng ra lập hồ sơ. Và thứ hai, những công ty này sẽ chọn được những doanh nghiệp nhà đầu tư Úc có đầy đủ các tiêu chuẩn được chính phủ Úc chấp nhận là những doanh nghiệp có sức chịu đựng và bảo trợ người đến Úc làm việc, để tránh những trường hợp đáng tiếc như sau này. Đặc biệt những người cầm visa 457 lao động tạm thời, đó là bước khởi đầu tiên, bởi vì hướng đến và mục đích cuối cùng vẫn là hướng đến định cư ở Úc, là con đường và mục tiêu của những người visa lao động tạm thời. Nhưng sự hồi hương này rất hụt hẳn, là mọi cái việc phía trước đều khép lại. Đây là một điều rất đau lòng các bạn ạ. Trên đây là những thông tin xin giới thiệu đến các bạn, để khi nào các bạn nào có những ý định làm visa 457 thì chúng ta phải cẩn trọng chọn ra những công ty doanh nghiệp có uy tín và những nhà tài trợ có đầy đủ pháp lý để công việc thuận lợi hơn. Lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. From Trillium, Melbourne, Australia, thân chào tạm biệt các bạn.